Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Mình là Cương Gỗ Hà Lam. Hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em là cái quy trình mà Cương làm một bộ sofa bằng gỗ lim ocan anh em nhé. Thì nói luôn là gỗ lim ocan đây, anh em bảo là lim vàng và lim xanh gì đây. Thì đây là gỗ lim ocan, Cương chia sẻ luôn. Nó vàng như thế kia kìa anh em kìa. Đấy là cái tấm này là tấm là nó ráp ruột một chút nên là nó vàng. Chính vì thế anh em hết sức là lưu ý. Tại vì sao Cương muốn chia sẻ anh em rõ ràng mọi thứ thế, thì một bộ sofa bằng gỗ lim ocan này so với lại lim xanh tali thì nó sẽ hơn nhau gần chục triệu anh em nhá. Đấy, dài chục triệu một tí. Nên anh em hết sức là lưu ý về cái tính chất của gỗ. Thì như bộ này thì anh em xem đây, thì bộ này Cương làm đóng khung ở dưới, long khung ở dưới, còn ở trên là mặt là nguyên khối, tựa là nguyên khối. Còn như đây là cái quy trình, đây là Cương chia sẻ anh em là cái quy trình, đây là quy trình gắn cái tựa vào với lại cái phần quay kìa, để anh em rõ là chi tiết hơn. Mình phải dùng keo anh em nhá. Còn một số anh em hỏi Cương bảo có để rời được không. Thực ra là làm kiểu nào cũng được, làm kiểu rời thì mình phải làm mộng nó cơ rất là cẩn thận, nhưng mà về sau về lâu về dài thì nó ngót mộng ra, nó sẽ không thành một khối, nó không vững chắc được anh em nhá. Chính vì thế nên là mình cứ gắn nó chắc vào như này này, mất công bê một tí thôi nhưng mà nó rất là chắc chắn. Đó, anh em xem. Còn khi mình làm xong xuôi đâu đấy này thì mình sẽ xoay tựa đi để cho nó đỡ sắc cạnh anh em nhá. Đó, anh em nhìn thế này, mình làm tựa như này thì mình sẽ che được cái đầu gỗ đi. Còn một số anh em là bảo làm thẳng cái mặt nó to ra, thì Cương cũng xin thưa luôn, nếu mà anh em làm thẳng mặt nó to ra thì giá tiền nó lại cao lên một chút. Đó, mình làm này thì mình sẽ lợi dụng được là cái phần tựa cái kìa để mình bớt gỗ đi. Chính vì thế là mình bớt cái mặt đi. Còn nếu anh em muốn đè cái mặt lên thì là gỗ nó rộng ra thì đồng nghĩa với giá tiền nó cao lên. Đó là chia sẻ rất là chân tình của Cương. Anh em nếu thấy chia sẻ của Cương mà thấy hay, mà có ý nghĩa, giúp ích được anh em điều gì thì anh em hãy comment cho Cương, hãy đăng ký vào kênh của Cương, hoặc là hãy chia sẻ cho Cương những cái câu hỏi mà anh em đang thắc mắc ở đây để Cương chia sẻ anh em biết nhiều hơn, chi tiết hơn. Còn về cái bộ sofa này thì Cương cũng xin chia sẻ anh em luôn về cái kích thước của nó một chút. Kích thước của nó là tựa là 15 anh em nhá, cao 30, và cái chiều dài của nó là dài vào đi là 2m78 anh em nhá. Đó, đây anh em xem cái quy trình vào mộng gắn ghiếc đoàng hoàng đâu đấy. Đó, nếu anh em mà còn thắc mắc về bất kỳ cái điều gì ở đây thì anh em hãy comment cho Cương anh em nhá. Đây là Cương quay anh em xem là bộ này là bộ như Cương gọi là bộ đối, hai một đoạn và hai ghế đối cộng thêm một cái ghế đôn nữa anh em nhá. Cái ghế đôn thì hiện tại thì thợ nó chưa làm, nhưng mà khi nào xong xuôi đâu đấy thì sẽ làm xong hết anh em ạ. Đó, nếu anh em thấy chia sẻ của Cương mà thấy hay mà có ý nghĩa, giúp ích thì anh em điều gì thì anh em hãy comment cho Cương. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.